Rồi quý vị ơi, cái hồi nãy là cái phần in therapy ha, in therapy. À quý vị vẫn thấy con mắt của em mắt to mắt nhỏ, chân 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 mày nó cao phải không ạ? Ờ đẹp quá bên à. Em có 5 triệu à, em làm bên nào có 10 triệu làm hai bên. À, 5 triệu một con với giá khuyến mại của tháng 11 này nha. Dạ. Rồi thấy rồi hen. Rồi bây giờ cả nhà vô lại đi, rồi em sẽ mời cái cô chuyên gia này á, cổ bắn laser bề mặt cho Việt Hương. À cái này là cân bằng màu da bị nám, nếu mà mụn mà mụn mủ mụn sưng thì tới đây điều trị rồi mới bắn, các bạn bị sẹo bị à, làm được hết. Nhưng mà ví dụ như nhăn li ti nhỏ nhỏ này mấy quý vị, nhăn nhỏ nhỏ này á thì các bạn nên nhớ là các bạn bắn thường xuyên ha, cái gói nó rất là dễ chịu, hợp lý là 12 triệu 900 17 lần à. Tính ra trung bình đó là 600 mấy không 700 hơn đó, 700 ngàn hơn chút quá. À các bạn, dạ thì các bạn sẽ đến để bắn laser và cô gái này sẽ bắn nha quý vị xem ha. Dạ ok rồi quý vị ơi coi nhé. À Việt Hương cứ nói à, sẽ có người cầm máy giùm dạ cho Việt Hương nhé. À hay là hay là cái mà chồng mất của Hương ấy mày giữ cái dưới đây thôi. Không. Dạ dạ hay là xoay màn hình lại nhỉ, xoay camera lại á xong chị cầm rồi mai cầm vậy nha, coi chừng nó mất của Hương nha. Rồi đó bây giờ sẽ bắn cái này chế độ gì cô chuyên viên ơi? Dạ hiện tại là chế độ em đang bắn cho chị là 1064 ha. Ừ. Điều trị về sắc tố cho chị cho đều màu, đều màu da là đỡ mất cái nhân bụng chị ha. Dạ. Đỡ dầu nha. Dạ quý vị ơi. À, Việt Hương trải nghiệm thiệt sự trên mặt mình ha, để cho quý vị nhìn thấy 17 lần 12 triệu 900 ngàn. Bây giờ mình bắt đầu nha chị Hương. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu từ trán trước nha chị. Dạ. Hương thấy khó chịu không Hương? Hương có cảm thấy nó đau hay là nó khó chịu gì không? Cái này á, mình sẽ nghe được cái tiếng động nó kêu tập 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 tập. Và ở trên cái da mình á, nó sẽ có điểm vô cái da. Giống như là các bạn lấy cái tay mình á, cào vô cái da vậy nè. À, không có cảm giác là đau hay là cái cô chuyên viên này các bạn cũng thấy là cổ không hề lấy kim đâm chích mổ xẻ trên mặt mình hết, hoàn toàn bắn vào cái mặt bờ da, những cái vết nhăn li ti nhỏ nó sẽ mất đi ha. À, và nó giống như các bạn cào trên da mình tập vậy thôi, mình chỉ nghe được tiếng động là tập chứ mình không có bị xâm lấn cái gì hết, và cái da của mình nó sáng rất là đều. Các bạn đi tắm trắng á ha, thì không có tắm được lên cái mặt của mình, nhưng mà các bạn làm như vậy trên cái da mặt của mình thì nó đều, nhất là mấy người bị tàn nhang thì mua cái gói này làm rất là tốt. Hoặc là giống như Việt Hương là bị mụn á, bị mụn là cái bên phía bên này nè, thì nó bị mụn á thì cái tay mình móc hoài thời gian á thì nó sẽ thâm cái mặt đó, quý vị thấy chưa, thì bắn đều vậy thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Cái này là có tác dụng gì nữa, đọc lại Việt Hương giùm con như là nó thứ nhất á là sáng da đều màu, lỗ chân lông thu nhỏ, rồi làm cái những da ai bị mụn thì có thể là khô cái mày, rồi đồng thời ai bị nám hay tàn nhang đều điều trị được hết á Hương. Và ví dụ như thì Hương có mấy cái vết trên người thâm thâm đó, có trên mặt đó thấy không? À quý vị ơi, bắn cái lưng được luôn nha, chị mụn lưng được luôn nha. Nói chung vùng nào mình cũng điều trị được hết á, nhưng mà thường là mình ưa cái mặt tiền mình quan trọng hơn mà, phải không Hương? Thành ra mình lo cái mặt nhiều hơn. Và cái này á quý vị bắn á, ví dụ quý vị mà bắn thường xuyên á thì cái da mình nó đều mà mất cái đường nhăn nhỏ đi ti 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 á. Yeah. Cái gì sẽ thấy rõ ràng và thấy rất là thích. Tại vì cái máy laser này nó đi được cái lớp và thượng bì là 1 mm đó quý vị. Thành thử ra là những cái da nào mà nó không đều màu, tại vì nám thường nằm bên trên bên lớp thượng bì của da, hoặc là da mình cần tăng collagen ở bên trên là nó sẽ tăng sinh cho mình, nó sẽ trẻ hóa, thành ra tại sao mà nó xóa những nếp nhăn li ti. Nhưng mà những cái nếp nhăn sâu hay là da mình mà bị cơ lỏng lẻo rồi mất collagen thì mình lại phải sử dụng cái công nghệ mà hồi nãy mà Việt Hương vừa mới chia sẻ với quý vị, và đi sâu tới 4.5 hay là 3.0 mm sâu dưới da đó quý vị. Em có ngủ được phải không Hương? Tại vì nó không có đau. Nhiều người, rất là nhiều người hỏi là mình làm như vậy có đau đớn hay là có ma hay có kim chích gì không, mai giá gì không, thì quý vị đang thấy rõ ràng trực tiếp ha, đang live cho quý vị xem là Việt Hương bắn và nghe được cái tiếng là tách 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 tách. Sau đó là cái trên cái bề mặt da của mình á, mình sẽ hơi cái rác như là bạn lấy cái tay cào lên cái bề mặt da mình thôi ha. Nó là cái máy này, nó là laser mà nó bắn một milimét da, 1 mm da nha quý vị nha. Cho nên là mình không có thấy đau đớn gì hết trơn á, mình chịu được. Đó, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, relax tay chân.
Bây giờ em tập trung điểm thâm nha. Đó, bây giờ những cái vùng nó thâm, mụn, tàn nhang. Đó, là người ta sẽ bắn vô cho mình ha. Các bạn có thể bắn toàn thay nếu các bạn có của. Mười chín, mười hai triệu chín trăm cho 17 lần. Nhưng mà thực ra mua nhiều là còn rẻ nữa. Ví dụ như nhiều người ta bù lại với nhau 39 lần thì có 27 triệu, tính ra còn rẻ nữa. Nhưng mà ví dụ như hai ba người cùng hùng với nhau lại mua một gói chia ra cũng được. Vậy lại cũng có lợi. Là 30 mấy lần đó, là 27 lần phòng. Đó, đặt mấy cái gói ra để cho mình biết mà mua ha. Rồi ok chưa, chị Phương. Quý vị đợi tôi nha, đừng có cúp nha, tôi lên tôi bắt gặp chí tài. Quý vị xem luôn ha. Rồi, để cho Hương xin lại nha. Rồi. Quý vị ơi, bây giờ em tư vấn rất là chân thành ha. Đây, chị Phương bắn xong nó hoàn toàn không đau. Rát là có thể ngồi dậy đi ra tiệm đi làm liền, mà nếu như quý vị mà nhưng đi nhưng mà nhớ có chống nắng thôi, lúc nào cũng phải có chống nếu nắng. Nếu mà đi tới văn phòng vẫn làm được ha. Thì đây là chuyên viên họ bắn vô trong mặt mình rồi đây. Nó sẽ cân bằng những cái vết này, ví dụ như Việt Hương là bị mụn đây, ngay lập tức ha là sẽ thấy cái nội. Cái này gọi là bắn laser, số tiền là được 17 lần bắn, chỉ có 12.900.000, cân bằng màu da, không làm cho nám nhăn nhạy nên nhỏ bớt đi, mấy cái nhăn mà nhỏ xíu xíu sẽ mất đi, và quan trọng là các bạn sẽ được cái màu da nó đều để mình lớn tuổi ha. Thì có nhiều người than vãn nói tại sao cái chỗ này của tôi nó tối hơn, chỗ kia nó sáng hơn, mà cái mặt của Việt Hương là 41 tuổi mà nó đều màu. Thì mình chăm sóc ha, cho 25 tuổi là các bạn có thể bắn therapy rồi. Đúng các rồi. Bạn có thể làm da rồi, bị Việt Hương không có biết. Mỗi lần bắn bắn theo cái bề mặt da của quý vị nha. Tại da Hương đã đều màu, da đã trắng đã đẹp rồi thì Việt Hương bắn cho quý vị xem. Còn tới đây họ sẽ tư vấn cho quý vị là không có tốn tiền. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là khách của anh Tài đâu rồi? Anh Tài phòng mấy em? Anh Chí Tài á. Đầu ba. Để tôi lên bắt gặp Chí Tài, sẵn vậy tôi vừa đi vừa tám với quý vị nghe. Thì quý vị tới đây á, người ta sẽ tư vấn cho mình. Thì giống như Việt Hương tới thì Việt Hương làm, Việt Hương thấy ok thì Việt Hương giới thiệu cho quý vị thôi. Ha, tôi Hương không có nhu cầu. Thế lòng hả Cưng? Dạ, vậy Cưng à. Làm toàn bộ nguyên cái mặt bắn laser hồi nãy cũng trị giá 12.900.000 cho 17 lần là 700.000 hay là 720, 730 gì đó một lần. Ha quý vị? Dạ. À, dạ em là em, đó đồ ăn ngon em cũng tự động em vô luôn, em làm luôn. Hả? Mở cửa ra coi, nhờ vậy Cưng hỏi giùm là mình bắn laser nguyên cái mặt bao nhiêu tiền? Nguyên cái mặt nhiêu ạ? Nguyên cái mặt thì nó cũng tùy, nó từ 45 triệu. Dạ. Yeah. Khoảng 45 triệu. Nếu mà 45 triệu á quý vị, thì quý vị làm nguyên cái mặt. Có người á thì làm mắt hơn, tại nhiều like hơn. Nè, tôi nói cho quý vị nghe. Cái ông Chí Tài, ông anh của tôi á. Ê, trả cho chế cái vỏ để chế có sống nha bé. Ờ, ông biết hưởng thụ ghê vậy đó. Tôi nói như con dòi vậy đó, tại vì tôi quý khán giả của tôi cưng. Còn ổng lên nằm phè phở nè, ổng làm sung sướng, cái này làm gì hả chị? Dạ, làm sống cao tầng đó. Trời ơi, giật mặt. Ổng làm sống cao tầng, ý vậy thôi. Quý vị ơi, quý vị có muốn coi tiếp không? Việt Hương nói tiếp không? Trời ơi, chị Thanh Mai xinh quá gì vậy? Tôi nói như con dòi, không ai khen tôi hết trơn á. Chị Thanh Mai xinh quá, dạ, cảm ơn cả nhà. Có coi nữa không? Cha Chí Tài nè, cha đang làm này gì vậy bé? Dạ, sống cao tầng. À. Để được cái gì? Để săn chắc da, để giảm cái phần mỡ của anh Tài. Ủa anh Tài anh mỡ nhiều lắm hả anh Tài? Ổng mỡ động luôn quý vị ơi. Mà em nói thiệt nha, muốn hả chị? Ừ, quý vị, tôi nói thiệt chứ quý vị á nha. Tôi cũng rảnh lắm, tôi leo người ổng tôi đứng nè. Chút nữa vợ ông chữ thôi. Bị tôi nhiều chuyện, tôi phải cho quý vị coi là phải coi nè. Quý vị thấy em tội nghiệp em không? Coi là phải coi tới bến chứ. Coi đâu có hèn hạ được. Đây nè, vui không quý vị? Cái này làm gì chị Mai? Chị Mai làm ơn nói sống cao tần. Cái này là cũng là một cái công nghệ để mà săn chắc da, rồi đồng thời là giảm mỡ. Dạ. Nói thôi, như ai mà có mỡ nhiều thì mình sử dụng những công nghệ này. Trời đất ơi, cha Chí Tài. Trời ơi, chả giảm mỡ ông nội ơi. Ông này ông giảm chắc 1 năm luôn á. Nó giỡn trên Tài làm cái này, cái mặt của ảnh này cũng nó trẻ hết trơn. Trẻ. Dạ, cái này thì bao nhiêu tiền một liệu trình chị Mai? Cái này có 3 triệu thôi. 3 triệu một lần. 3 triệu một lần. Đúng rồi. Dạ, mà cái này gọi là sống cao tầng. Là vừa điều trị xong xuôi rồi sau đó là có đi
nhau thay cừu, đó là mặt nạ collagen đầy đủ hết. Coi như là thay vì mình đi massage hàng tuần thì cái massage này cao cấp, nó đi sâu đến 3.0mm, nó không có đi sâu bằng Ultherapy nhưng nó đi sâu 3.0mm, nó tương đương thêm mát và nó lại còn được đắp mặt nạ, rồi còn được đi nhau thai nữa, thành ra cái da của mình bề mặt thì được đẹp mà sâu dưới da thì được săn chắc và lại giảm cái vùng mỡ, ai là bị nọng nhiều luôn. Và cái máy này là của chị Mai, cái này cũng của Mỹ luôn. Cái này cũng được FDA công nhận luôn. Cái này là cái máy của Mỹ, của Mỹ mà tên tiếng Anh của nó là Acelit, được FDA công nhận nha quý vị. Và Việt Hương làm ở đây, Việt Hương tin tưởng một điều là chị Mai hoàn toàn toàn là mua máy của này Mỹ cũng mấy tỷ luôn chứ không có máy hàng Trung Quốc đâu. Thì giờ đó Việt Hương quý có một cái là vậy đó, tại vì mình làm nó trúng chỗ đâu quý vị, hiểu không? Cái tướng em đứng ở đâu có bá đạo nhiêu, em leo người không, em đứng đây nè đó, em phải cờ bằng được cho quý vị xem chứ, đó leo lên đứng qua hai bên luôn ha. Chút nữa mà ổng ổng sụp. Chí Tài nè, trẻ chí Tài trẻ lắm quý vị ơi, nè ổng nè đó, em bá đạo lắm, em leo người ổng luôn đó. Rồi Việt Hương rất là vui là tại vì hôm nay tự nhiên vô tình có ông anh này, không có hẹn mà gặp nó ha. Và cái máy này đó quý vị ơi là nó của Mỹ luôn nghe hen, và mình bỏ tiền ra mình mới biết chắc đây là máy móc đồ xịn, đồ tốt. Tại vì nó không có ảnh hưởng, vì Hương làm hơn một năm rồi. Nếu không tốt là mình sẽ bị ảnh hưởng lúc đầu được, sau đó có vấn đề. Nhưng Hương làm hơn một năm mà vẫn thấy càng ngày càng tốt hơn. Thì nào quý vị, anh Tài đang làm nè ha. Như Tài làm, đây là cái máy. Mấy chị ở nước ngoài. Anh về không ới em. Bữa hôm anh nói ới em, hai anh em mình đi giờ làm ảnh lắm hả? Anh nãy giờ làm ảnh đang ngồi. Quý vị ơi, số điện thoại ở đây là 1-800-1800-6617. Hiện giờ là anh Chí Tài này là do Việt Hương á, đẹp. Thì khi hai đứa đi quay chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn á, thì ảnh mới hỏi sao đẹp vậy. Thì Việt Hương mới chân thành giới thiệu với ảnh là tôi làm đó đẹp lắm. Đi tới thì bây giờ hôm nay vô tình thì anh Tài cũng tới đi làm, nhưng mà ảnh làm cái khác Việt Hương. Là Việt Hương bây giờ Hương bắn mắt này nó bự hơn luôn rồi nào quý vị ha. Cái cung chân mày Việt Hương nâng lên đó, và Hưng bắn laser. Còn cái này là ảnh làm, cái này là khác nữa nha quý vị nha. Cái này khác nữa. Cái nhu cầu khác nhau thì cái này là khác 3 triệu. 3 triệu một lần. 3 triệu một lần nha quý vị nha. Rồi, mặt chú Tài mặt chú Tài hưởng thụ sướng lắm con nè đó. Anh ngủ luôn chứ không phải chỉ hưởng thụ đâu. Thủy Nguyễn ơi, cái này là Việt Hương có nói trước rồi, là Việt Hương tư vấn cho những bạn từ hôm bữa tới giờ hỏi Việt Hương tại sao có da mặt trẻ đẹp. Và em thông báo với quý vị là cho chị xin tờ giấy. Việt Hương thông báo với quý vị là cái da mặt của Việt Hương hiện giờ không dùng mỹ phẩm nhé, không son phấn nhé, không có một cái gì hết. Là mọi người hỏi tại sao trẻ ha, là tại vì Hương chăm sóc thấy đẹp. Hương giới thiệu quý vị thích quý vị làm mắc mớ tới em hết. 1-800-6617 tại 62B đường Bùi Thị Xuân quận nhất. Em nhiệt tình, trời ơi cảm ơn chị nhiệt tình quá. Rồi ba cái quý vị xem lại nha, cái hồi nãy là therapy, cái vừa rồi là laser, và anh Chí Tài thì hiện là đang làm sóng cao tầng. Tạm biệt quý vị nha. Quý vị ơi, hiện giờ quý vị mua in therapy và một con mắt 50 like là chỉ có 5 triệu thôi, tới mua đi. Còn mua nguyên cái mặt này không biết ha, tùy theo cơ địa mỗi người. I love you. Đây, da mặt không làm gì nhé, cảm ơn. Đây cả nhà, cảm ơn cả nhà. Trời ơi, cái da mặt bà này có sức mà da mặt của tôi không có sức nè. Em phải dập nhẹ chứ, nãy giờ em nói quá trời, không ai khen em trơn, khen mà mai không à. Em tạm biệt cả nhà, em gửi cái nhà 1000 luôn. Tạm biệt cô Chí Tài. Giống quỷ không đưa số 1 à. Em bye cả nhà nha.